Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội. Chuyện thu phí chụp ảnh tại phố Hàng Mã, Hà Nội. Câu chuyện đền bù giải phóng mặt bằng tại điểm nóng Phú Quốc. Khuyến cáo sử dụng bánh trung thu. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin, nguyện vọng của hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ quân đội. Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, 5 năm qua trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi, đồng thời cũng có không ít khó khăn, song Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, đoàn kết đổi mới, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10 đã đề ra. Trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, Đảng bộ quân đội luôn trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Quân đội vững mạnh về chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng có chuyển biến tốt, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội, chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với đảng, nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng yếu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Đảng bộ quân đội phải gương mẫu đi đầu, chuẩn bị và tổ chức đại hội thật mẫu mực, tạo được niềm tin, khí thế và thành công. Kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 là dấu mốc quan trọng tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Đây cũng là cơ sở định hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội, tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Giai đoạn 2016-2020, Lào Cai đã đầu tư trên 1.600 tỷ đồng, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học với tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 73,5%. 100% cơ sở giáo dục đã có nhà lớp học kiên cố tại trường chính, cơ bản đủ phòng học để học 2 buổi trên ngày. Tuy nhiên, một số vụ tai nạn trường học thương tâm tại địa phương này trong những năm gần đây và cả ngày đầu năm học 2020-2021 cũng đã đặt ra câu hỏi về việc quan tâm rà soát các hạng mục của các trường học tại các điểm trường, còn được gọi là các phân hiệu của những trường học ở vùng cao. Việc kiên cố hóa trường lớp tại Lào Cai vẫn còn điều đáng phải bàn. Ngày đầu tiên của năm học mới, ngày 7 tháng 9 năm 2020, ba học sinh tiểu học và mầm non ở điểm trường Bản Phung, trường tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn đã tử vong sau khi đổ bám lên cổng trường và bị sập đổ đè vào. Trước đó năm 2018, tại điểm trường Mã Ngan thuộc trường tiểu học số 1, thị trấn Tàng Lòng, huyện Bảo Thắng, một vụ tai nạn khiến ba học sinh thương vong do các em đưa lên cánh cổng trường để chơi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 7 tháng 9, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu ngành đào tạo phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất tại các điểm trường. Ngành giáo dục Lào Cai cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra đến cấp huyện để tiến hành rà soát cơ sở vật chất các trường, điểm trường, đồng thời tiến hành xử lý ngay các hạng mục công trình không đảm bảo an toàn. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp, Vietjet chính thức khôi phục đường bay khứ hồi kết nối Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 tới đây. Cụ thể, Vietjet sẽ khai thác chặng thành phố Hồ Chí Minh đi Seoul với tần suất một chuyến, khởi hành vào thứ tư hàng tuần và chặng bay Seoul thành phố Hồ Chí Minh với một chuyến khởi hành thứ tư hàng tuần bắt đầu từ ngày 7 tháng 10.
Bên cạnh đó, Vietjet cũng thực hiện việc bay tăng cường chặng Hà Nội, Seoul, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 9. Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng. Ngành đường sắt mới đây đã ban hành một số quy định cụ thể các giấy tờ tùy thân hành khách cần xuất trình khi mua vé và đi tàu Tết Tân Sửu 2021. Theo đó, hành khách đi tàu trên 14 tuổi cần xuất trình bản chính một trong các loại giấy tờ sau như hộ chiếu, chứng minh, căn cước công dân, thẻ ngành hoặc bằng lái. Đối với khách từ 6 đến 14 tuổi, cần xuất trình hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng. Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công bố từ 8 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2020 chính thức mở bán vé tàu Tết Tân Sửu năm 2021. Việc mở bán vé thực hiện đồng loạt cho các tập thể đã đăng ký và cả cá nhân trên website www.dsvn.vn, vétàu.com.vn, giá rẻ.vétàu.vn, tại các nhà ga, các điểm bán và các đại lý vé thuộc Đường sắt Việt Nam, qua ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, ứng dụng Viettel Pay, app bán vé tàu trên thiết bị di động và qua tổng đài bán vé. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, mục tiêu tuyển sinh năm nay của 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố là 18.735 người. Tính đến ngày 24 tháng 9, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nêu trên đã tuyển sinh được 2.514 người học trình độ cao đẳng, 6.520 người học trình độ trung cấp. Tính chung kết quả tuyển sinh của 21 trường công lập từ đầu năm 2020 đến nay mới đạt 48,2% chỉ tiêu. Kết quả tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng trên còn thấp hơn với chỉ tiêu đề ra. Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển sinh, đào tạo và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp chưa có sự ràng buộc chặt chẽ, hoạt động liên kết đào tạo chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia do chưa thấy được lợi ích từ những hoạt động này. Trên thị trường hiện nay, vẫn còn rất nhiều bánh trung thu không rõ nguồn gốc, không đáp ứng đủ các yêu cầu, chất lượng và vệ sinh thực phẩm. Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng cũng cần thận trọng và chọn lựa kỹ lưỡng những sản phẩm chất lượng ở những cơ sở sản xuất bánh trung thu có uy tín, được cấp phép đầy đủ. Mới đây, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng có những khuyến cáo với người dân trong việc lựa chọn và bảo quản bánh trung thu đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh những trường hợp ngộ độc đáng tiếc xảy ra. Khi lựa chọn và sử dụng bánh trung thu để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần chú ý các tiêu chí sau. Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản. Sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng. Sản phẩm được bày bán ở những địa điểm kinh doanh xác định đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh thực phẩm, như có đủ trang thiết bị che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập. Người tiêu dùng cần sử dụng cảm quan để đánh giá, đảm bảo sản phẩm không bị dập nát biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường, không bị ẩm mốc, hư hỏng. Tuyệt đối không lựa chọn sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng, hàng lậu. Đặc biệt, rửa tay sạch trước khi cắt, chia bánh và trước khi ăn bánh. Để người tiêu dùng có thể an tâm mua những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia đối với các loại bánh nướng và bánh dẻo. Bộ tiêu chuẩn này quy định rõ ràng về nguyên liệu được sử dụng làm các loại bánh nướng, bánh dẻo phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn để dùng làm thực phẩm. Chúng ta cùng tìm hiểu. Sử dụng đường phải là tinh luyện, sản xuất trực tiếp từ mía, từ đường thô hoặc các nguyên liệu khác. Bột mì phải đáp ứng quy định, được chế biến từ hạt lúa mì thông thường. Các nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật và thực vật được sử dụng để làm nhân bánh phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn để dùng làm thực phẩm. Đây là những quy định trong Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia đối với bánh nướng và bánh dẻo đang được cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống này áp dụng. Thực ra với tiêu chí của Bộ Khoa học thì công ty chúng tôi thực tế đã thực hiện từ rất nhiều năm nay rồi, nhất là luôn luôn tuân thủ về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cái điều quan trọng nhất, sự sống còn của công ty là cái nguyên liệu đầu vào. Bộ tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu bánh nướng, bánh dẻo. Theo đó, không chỉ bánh trung thu mà các loại bánh như là bánh nếp, bánh pía, bánh bột ngũ cốc cũng có thể áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam này.
Những cá thể sản xuất kinh doanh bánh trung thu theo thời vụ cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn này để sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, cung cấp cho người tiêu dùng. Đối với mình ý, thì cái việc mà làm bánh trung thu thì nguyên liệu là cái thứ mà mình đề cao nhất, bởi vì là mình làm là phục vụ cho cái nhu cầu của gia đình mình trước tiên, thì sau đấy mới là bán hàng ý. Những cái nguyên liệu mà mình sử dụng ý, thì đều đã được cấp phép an toàn vệ sinh. Giờ đây, người tiêu dùng có thể an tâm hơn và lựa chọn cho mình những loại bánh an toàn phù hợp nhất trong mùa trung thu năm nay, khi mà bánh trung thu đã được đảm bảo hơn về chất lượng và đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ đánh giá đấy thì mình nghĩ là sẽ giúp cho khách hàng có thêm cái tiêu chí lựa chọn, thêm cái sự an tâm về sản phẩm hơn. Tiêu chuẩn quốc gia ra đời thì nó ở mức cao hơn, chi tiết hơn. Và đây là một cái công cụ để mà kiểm soát cái chất lượng về an toàn thực phẩm với bánh trung thu đối với toàn quốc. Việc công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh trung thu là điều kiện tiên quyết để các công ty, cơ sở sản xuất bánh trung thu đảm bảo an toàn chất lượng cho sản phẩm khi sản xuất các loại bánh nướng, bánh dẻo, đồng thời giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong hoạt động quản lý. Người tiêu dùng có cơ sở để lựa chọn sản phẩm có chất lượng mỗi khi đến dịp Tết Trung Thu. Đây là lần đầu tiên mà tiêu chuẩn quốc gia ban hành cho bánh nướng, bánh dẻo. Chính vì vậy đó là cái cơ sở để cho các doanh nghiệp, các đơn vị quản lý có thể làm tiêu chí chung để đánh giá chất lượng cho cái sản phẩm, giúp cho cái nhà quản lý có thể kiểm soát được cái chất lượng sản phẩm về độ an toàn. Tuy nhiên trên thực tế, bánh trung thu được coi là sản phẩm mùa vụ và việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia mới được khuyến khích ở các cơ sở sản xuất kinh doanh tham khảo và áp dụng chứ chưa bắt buộc. Chính vì thế người tiêu dùng vẫn phải lựa chọn thận trọng hơn để có một Tết Trung Thu đoàn viên an toàn. Những ngày này, con phố Hàng Mã nơi bày bán đồ chơi Trung Thu với rất nhiều màu sắc có lượng người đến tham quan mua sắm nhộn nhịp nhất nhì thủ đô. Nhiều người đến đây không chỉ để mua đồ mà còn để check-in chụp ảnh. Và để có một bức ảnh như ý, nhiều người đã phải trả tiền cho người bán hàng. Vì trong biển cấm chụp ảnh, cắm biển thu tiền khách, một số chủ quán đã bị cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm nhắc nhở. Xung quanh vấn đề này, người trong cuộc nói gì? Chụp ảnh 50k, 100k, cho nhân viên thu tiền 500k nếu cố tình chụp ảnh. Những tấm biển được treo lẫn trong những mặt hàng đồ chơi được bày bán như thế này, do được nhắc nhở, từ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9, những tấm biển đã không còn. Nhưng các chủ hàng ở đây cho biết, treo biển là hành động cực chẳng đã trước việc chụp ảnh có phần thái quá của một số người. Nhiều bạn còn đứng ở ngoài cửa nào ở trong này, cứ cầm đồ, cầm hàng rồi chụp ảnh. Mà trong khi đấy, nhà mình thì đang ngồi thế này, không một câu nói hay là đấy, thì đấy là do cái ý thức của các bạn ấy. Cũng theo một số chủ quán, việc treo biển vừa qua chỉ là muốn nhắc nhở mọi người có ý thức hơn khi vui chơi và thưởng ngoạn, tránh ảnh hưởng đến việc buôn bán của quầy. Vì thực ra là làm cái việc này thì mình kinh doanh cái hàng này thôi, chứ còn không lấy tiền của những người đến chụp ảnh, để cho mọi người thoải mái. Nhưng mà mong sao mọi người đến ấy là cũng phải chia sẻ với người bán hàng. Nhu cầu được chụp ảnh của du khách là có, nhưng yêu cầu không bị làm phiền của các chủ hàng cũng là chính đáng. Vì vậy, cả người bán hàng và người tham quan cần có ứng xử đẹp để Trung Thu thực sự là một dịp vui chơi có ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Ngày 28 tháng 9 là Ngày Thế giới Phòng chống Bệnh dại. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO khuyến nghị Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác đa ngành hơn nữa nhằm gia tăng sự sẵn có, khả năng tiếp cận và khả năng chi trả vaccine phòng dại cho người và động vật. Theo thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, so với cùng kỳ của năm 2019, số ca tử vong do bệnh dại của nước ta đang gia tăng. Cụ thể, cả nước đã ghi nhận 57 ca tử vong do bệnh dại tại 29 tỉnh thành. Đáng lo ngại là đã xuất hiện ca mắc dại ở những tỉnh mà trước đây không có trường hợp bệnh nhân nào. Trên thế giới, bệnh dại đã lấy đi sinh mạng của gần 60.000 người mỗi năm, chủ yếu là trẻ em ở các nước đang phát triển. Theo đó, cứ 15 phút lại có một người chết vì bệnh dại. Vì vậy, rất cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, gia đình nào nuôi chó mèo đều phải tiến hành tiêm phòng dại cho vật nuôi. Người bị chó mèo cắn phải đi tiêm phòng dại ngay lập tức, tuyệt đối không đến thầy lang để chữa bệnh dại. Thưa quý vị và các bạn,
Do ảnh hưởng của mưa lớn vào đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 9, tại Phú Thọ đã có 2 người tử vong, 7 người bị thương, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, giao thông bị chia cắt, thôn xã bị cô lập. Do sạt lở đất, nhiều nhà dân bị hư hại, các tuyến đường bị chia cắt, giao thông ùn tắc. Ngoài huyện Hạ Hòa, trận mưa lớn cũng ảnh hưởng đến nhiều huyện như Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời chỉ đạo đội tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan chức năng ở địa phương di dời người dân đến nơi an toàn, tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, Phú Quốc trở thành điểm nóng trong phát triển du lịch. Chính vì thế, đất ở đây được các công ty, doanh nghiệp săn lùng để xây dựng những dự án khách sạn resort ngày càng gắt cao. Những dự án siêu lợi nhuận là miếng bánh béo bở mà các doanh nghiệp luôn tìm tới. Nhưng quỹ đất thì có hạn, họ đã tìm đủ mọi cách chiếm hữu đất về làm của riêng mình rồi bán lấy lời. Câu chuyện thu hồi đất của người dân đã sinh sống ở đây hàng mấy đời nay, rồi trả với giá bèo bọt, bỏ mặc cuộc sống của họ, rồi xây dựng những biệt thự bán với giá hàng triệu đô la đã xảy ra. Đây là hiện thực gây ra rất nhiều bức xúc với người dân trong việc quản lý và thu hồi đất ở huyện Phú Quốc. Đây là mảnh đất hơn 10.000 m2, trong số hơn 23.000 m2, tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Đất đã ba đời, nhà bà Lưu Thị Lúa bỏ ra bao công sức khai hoang mà có. Và đất có sổ đỏ được chính quyền cấp. Thế nhưng hiện nay, cả gia đình bà, từ người già đến người trẻ sơ sinh, phải đi tá túc ở nhờ. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu việc làm của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc đã làm đúng hay sai. Năm 2011, công ty 99 Núi đến quy hoạch khu du lịch Bắc Bãi Trường, thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc thu hồi hơn 12.000 m2 của gia đình bà. Không đồng ý với phương án đền bù mà Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cho rằng đây là phần đất mà gia đình bà Lúa là đất rừng, đất đặc dụng. Nhưng sau đó lại ra quyết định điều chỉnh là đất chưa sử dụng, xác định việc làm của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc là sai trái, nên gia đình bà Lúa làm đơn kêu cứu tới Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sau khi điều tra và người bị kiện là Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc không cung cấp được tài liệu cũng như chứng cứ thể hiện phần đất hơn 12.000 m2 của bà Lúa có thuộc loại đất chưa sử dụng theo quy định của pháp luật hay không. Năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khẳng định bà Lúa có quá trình sử dụng diện tích 12.587 m2. Nhưng Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc thu hồi mà không bồi thường, hỗ trợ là không đúng theo quy định tại khoản 4, điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 1, điều 45 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ. Quyết định giải quyết khiếu nại chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật nên dẫn đến quyết định số 3866 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lúa cũng là chưa đảm bảo quy định của pháp luật, hủy toàn bộ quyết định 3886 về việc cưỡng chế thu hồi đất của bà Lúa, kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc phải ban hành quyết định thu hồi đối với diện tích 12.587 m2 của bà Lúa và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, bất chấp những quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang ngày 25 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc vẫn tiếp tục để cho nhà đầu tư thực hiện dự án khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường mà chưa được sự đồng ý của bà Lúa. Đây được coi là hành động coi thường pháp luật và đẩy người dân ra đường. Phải chăng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã cấu kết với doanh nghiệp mà bất chấp pháp luật? Không dừng lại ở đó, ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc còn ban hành cùng lúc hai bản quyết định để cưỡng chế và thu hồi đất của bà Lưu Thị Lúa nhằm thu hồi bằng được diện tích 12.000 m2 của gia đình bà. Tòa án là của tỉnh Kiên Giang giải quyết cho gia đình cái phần đất phía sau cũng là thắng kiện, nhưng mà Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc không thực hiện bản án, cố tình để kéo dài đến ngày 13 tháng 8 năm 2020 thì lại cưỡng chế phần đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy câu trả lời đã làm sáng tỏ Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc đã phủ nhận quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh là sai trái ra sao? Trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá hai vụ án liên quan đến các đường dây tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Bắt giữ 4 đối tượng và 11 người có liên quan, 4 đối tượng bị bắt khai nhận đã được thuê để đưa các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng người Trung Quốc khai nhận họ đã tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiếp tục sang Campuchia kiếm việc làm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính